Ok, ví dụ trong động tác squat thì cơ nào, có những cơ nào hoạt động với nhau? Đây, để mở lên. Squat. Thì quá có nhiều biến thể mà. Biến thể, nhiều biến thể nhưng mà nhìn chung nó sẽ là những cơ nào để kiếm được. Tại vì nhiều biến thể thì nó sẽ có những cơ hỗ trợ khác nhau thôi, chứ phần lớn thì nó sẽ giống, phần lớn sẽ giống nhau. Đây. Rồi. Ví dụ khi động tác squat thì cơ nào sẽ tham gia chính? Cơ của cơ phần thể thế là sợi 1, sợi 2. Phần cơ nào trên người mình nè là nó hoạt động chính đó. Cơ đùi trước nè, đùi Rồi trước, sau nè. rồi trước rồi sau, rồi gì nữa, Ngay phần cơ lưng một chút. rồi đây ví dụ coi trong cái hình này đi, thì mình thấy cơ chủ vận, mình gọi là cơ chủ vận, là cơ hoạt động chính đó, là cơ đùi trước và cơ mông, thì Cảm ơn. những cái cơ còn lại á, nó đóng vai trò là những cơ hỗ trợ, rồi những cơ giữ ổn định và những cơ giúp để đối nghịch lại, đối nghịch cơ đối trọng á, giống như là hay gì, nếu mà chỉ có một cái cơ ở cái hình này, ví dụ nếu chỉ có cái cơ đùi trước không hoạt động á, mà không có cơ mông để kéo lại á, thì người mình sẽ bị nhào ở trước, Đúng đổ về rồi. trước, đúng không? Thì phải có một cái cơ đối xứng ngược lại để nó cân bằng. Đấy, thì bữa nay mình học về cái phần đó, thì nó tên gọi nó là gì? Đây, nó có những cái tên đây, agonist. Agonist là những cái cơ bắp prime mover, tức là hoạt động chính trong một cái chuyển động. Mình có thể ghi lại, tại vì ví dụ mốt mình lướt trên Facebook hoặc đâu đó mình thấy người ta nhắc đến agonist là mình sẽ hiểu là nó đang ám chỉ cái gì, tức là cơ chủ vận. Cơ chủ vận nó chịu trách nhiệm cho cái phần lớn của cái động chuyển động đó, giống như động tác squat này ấy, thì là cơ đùi trước và cơ mông. Rồi tiếp theo là cơ synergist. Synergist là cơ hỗ trợ cho cái cơ chủ vận. Đây, ở đây nó có ghi lại nè, nó có ghi là synergist muscle, hỗ trợ cho cái cơ chủ vận trong suốt quá trình chuyển động. Đấy, rồi cơ giữ ổn định, stabilizer, nó sẽ hỗ trợ hoặc là giữ ổn định cho cơ thể trong suốt quá trình những cái cơ kia nó đang hoạt động. Trong suốt quá trình mà cơ chủ vận và cơ synergist nó hoạt động thì có cái thằng stabilizer nó hỗ trợ luôn. Rồi, tiếp theo cơ antagonist. Antagonist này thì là cơ đối trọng đối với cái cơ chủ vận. Giống như đối xứng với lại cơ đùi trước đã là cơ mông. Ok, bây giờ mình sẽ đưa ra một số cái ví dụ rồi. Viết ra chưa? Viết ra bốn cái loại cơ này ha. Rồi mình sẽ Rồi. thử thực hành coi mình phân tích chuyển động như thế nào. Rồi bây giờ mình có bài SWOT nè. Đó, bài SWOT thì mình có cơ chính, mình viết ra tên của nó. Cơ nào là cơ chủ vận? Là cơ, biết rồi, cơ mông và cơ đùi trước. Vậy tiếp theo cơ nào là cơ hỗ trợ? Thử đoán thử, viết ra. Viết ra note lại thôi để hồi mình coi hơi coi nó có đúng không? Nó đúng mình suy nghĩ không? Cơ nào sẽ hỗ trợ hai cơ này trong động tác squat? Rồi chưa? Xong rồi, ghi luôn là cơ nào sẽ là cơ giữ ổn định. Rồi, cơ giữ ổn định và cái cơ đối xứng, cơ antagonist. Rồi đó là một ví dụ bài squat ha. Và thêm một bài nữa. Có một bài nữa là chest press hoặc là đẩy ngực gì đó. Đẩy ngực chống đẩy hoặc là đẩy ngực bằng tạ đòn, tạ đơn. Thì mình chỉ đánh giá trên chuyển động thôi, nó có rất là nhiều biến thể nhưng mình sẽ nhìn chung là chuyển động đều là chuyển động của phần cơ, phần ngực, đúng không? Chứ nó chỉ khác nhau là mức tạ và cái kiểu tập thôi, chứ nó chuyển động y như nhau. Chest press. Rồi trong bài chest press này hoặc là push up gì đó thì cơ nào, thôi cơ nào sẽ là cơ chính hoạt động? Rồi ghi ha, thử ha, cơ
antagonist, co-agonist trước, rồi cơ synergist, stabilizer với lại antagonist. Nào ghi xong thì nói ha. Để một phút đi. Giữ cái hình để nhìn. Rồi, cái hình này sẽ bấm vô cho bự này. Cứ ghi theo cái tên mình nghĩ bằng tiếng Việt á. Rồi chúc mình tìm đúng cái tên đó xong. Những cái tên cơ thường nó sẽ dùng tiếng Latin nên chỉ có cách là học thuộc thôi chứ không có cái gì để nhớ được. Với lại mình làm việc mình nhắc đến nó nhiều thì mình sẽ dễ nhớ. Rồi, ví dụ chuyển động đó, đẩy ngực thì cơ nào? Mình làm thử ba ví dụ để mình hiểu mình chuyện về chuyển động cơ thể. Được chưa? Rồi, ok. Rồi một động tác nữa là động tác roll. Barbell roll. Thử động tác roll. Đây là những cái chuyển động cơ bản thôi. Thì để mình coi nó như thế nào. À, mình nãy mình có squat, có đẩy, có kéo rồi. Đó. Thì còn một số nữa nhưng mà mình làm ví dụ thử ba cái. Này chắc ai cũng bận. Có thằng em nó đang bận 15 phút sau mới quay lại. Tốn đang dỗ con ngủ. Ông bố của Nam. Đang làm bài thử. Nay mình có học sơ qua về cái chuyển hóa nữa. Sau phần này. Chưa? Ok. Rồi, quay lại động tác squat. Động tác squat. Vậy cơ nào sẽ là cơ agonist rồi, ok rồi ha. Vậy cơ nào sẽ là cơ synergist? Cơ synergist là cơ gì? Cơ synergist là cơ chủ vận là đùi trước. Không, cơ synergist là mà agonist là cơ chủ vận. Là agonist là mình có nói rồi. Là hoạt động chính đúng không? Đúng rồi. Giờ đến cơ hỗ trợ synergist. Hỗ trợ thì có đùi sau. Đùi sau, rồi. Đùi sau. Gì nữa? Có gì nữa không? Cứ liệt kê lại đi. Cơ giữ ổn định đối trọng là cơ ở cái bắp dế đó. Cơ giữ ổn định là cái bắp dế phải không? Bắp chân phải không? Vậy cái cơ đối trọng. Ok, coi như cơ đối trọng của này. Ví dụ cơ mông bắt lực chính thì cơ đùi trước là cái cơ ngược lại. Đây, cơ để đối trọng nha. Rồi. Vậy tiếp theo động tác chest press. Chest press đây. Chest press anatomy. Đây coi vậy. Rồi, chest press này cơ nào chủ vận? Ngực trước với bắp vai. Rồi cơ ngực và cơ vai. Rồi cơ synergist là cơ nào? Làm sao nó có tính không? Ừ, cứ nói đi để mình coi thử. Cơ hỗ trợ thì có bắp vai sau, bắp vằng sau. Tay sau không? Cái tay sau không? Rồi, cơ ổn định là cơ nào? Ổn định thì chắc là
Bóc tay hả ta? Nhìn không ra. Rồi, cơ đối không trọng phân là biệt cơ nào? được. Cơ đối trọng là cơ nào? Cơ đối trọng của cơ ngực là cơ gì? Cơ lưng. Ok, Đúng rồi. không? Rồi cứ cứ ghi đó đi để biết. Rồi, cái cuối là bài rô. Bài rô để coi thử. Nó có đáp án phía dưới thì mình cứ ghi ra đi rồi xong mình dò đáp án. Đây, bài rô. Bài rô đây. Rồi, cơ chủ phận nhìn thấy rõ là cơ lưng nè. Rồi tới cơ hỗ trợ là cơ gì? Giống như rồi nói lên đây. Hỗ trợ là nguyên cái tảng nó là cơ lưng, cơ rồi. hỗ trợ là bắp tay hả? Bắp tay trước phải không? À. Rồi. Rồi cơ ổn định. Cơ ổn định là cơ bụng. Cơ bụng rồi. Cơ ngực, cơ ngực. Cơ ngực rồi. Ngực Vậy trước. cơ đối trọng là cơ nào? Đối trọng là ngược lại thì đó là cơ ngực đó. Vậy còn cơ ổn định là cơ nào? Nãy nói cơ ổn định là cơ ngực mà. Lưng nó chia ra nhiều cơ không? Tại thấy nhiều cơ quá. Rồi nhiều cơ lưng rất là nhiều cơ. Rồi ok. Rồi để dò lại thử. Đây. Ở đây mình có từng cái nè. Antagonist đối với bài chest press nè là pectoralis major. Pectoralis major nó viết bằng tên Latin của nó. Thì mình coi thì đúng là cơ ngực rồi đó. Cơ ngực này. Cơ ngực này nó là cái gì? Ví dụ mà lúc mình phân tích động tác vậy, mình cứ tìm lên cái động tác nó có cơ gì đó. Mình tìm ra cơ chủ vận, cơ hỗ trợ để làm cái gì, mình biết cái này để làm cái gì. Để ví dụ người ta đẩy ngực mà người ta thấy vô tay thì nó có đúng hay không? Yes. Đó thì tức là người ta đẩy ngực mà ta không cảm giác được cơ ngực thì nó là sai, mà ta chỉ thấy vô tay không. Đó tương tự với như vậy thì ngược lại với bài rô. Bài rô ở đây nó có bài rô nè. Cơ chủ vận là cơ latissimus đây, latissimus dorsal. Đó là cơ gì? Để coi. Latissimus dorsal. Đây là cơ lưng, là cái mảng bự nhất của cái phần lưng nè, kéo từ cột sống lên tới phần cánh tay. Làm người ta phải cảm giác được phần cơ này hoạt động, đó là cơ chủ vận, chứ không phải kéo lưng mà thấy vô bắp tay trước là sai. Ok. Ở khi ví dụ mình kèm khách hoặc là mình tự tập hoặc gì đó mình sẽ phải thấy như vậy. Rồi, tương tự đây ha, có latissimus maximus thì cái này là latissimus, latissimus này tức là cơ mông lớn nè. Maximus là lớn nhất nè, là cơ mông lớn. Còn quadriceps là cơ đùi trước, đó tên của nó, gặp riết sẽ nhớ thôi. Rồi, cái đó là cơ chủ vận. Rồi tiếp theo cơ hỗ trợ cho cái động tác đẩy ngực nãy là cơ gì? Nãy mình nói là cơ tắp tay phải không? Bắp tay để coi có phải không. Ở đây nó anterior deltoid. Anterior deltoid với lại tricep. Thì tricep tức là cây tay sau nãy đó, là nhìn hình thấy rõ rồi đó. Rồi, tiếp theo là deltoid là cái cơ gì? Deltoid, anterior. Anterior tức là mặt trước nha. Tại cái deltoid này nó chia làm 3 phần. Phần trước, phần giữa, phần sau. Thì anterior đang ám chỉ phần phía trước. Thì lúc nãy thấy cái hình đầm đang nằm ngửa để ngực á, là cái cơ nó cũng đỏ ngay phần này đúng không? Nhưng mà nó nói lên điều gì? Là khi đẩy ngực, cái cơ này nó chỉ làm chức năng hỗ trợ thôi. Nên nếu mà mình đẩy ngực hoặc là mình chống đẩy á, thấy vô cái vai hoặc là vô cái tay sau không, mà không thấy vô miếng ngực nào hết là mình sai kỹ thuật. Ok. Giống như là mình tập sai kỹ thuật và nó không an toàn. Làm sao mình đẩy phải thấy vô ngực. Còn cái cơ này cơ hỗ trợ, nó chỉ thấy cảm giác được nhưng mà phải ít hơn so với cơ chính. Ok. Rồi. Tiếp theo là bài rô. Bài rô thì nãy mình có nói là cơ tay trước. Cơ tay trước là đúng rồi. Còn thêm một cái nữa đó là cơ deltoid phía sau. Cái này là deltoid phía trước ha. Thì có một cái deltoid phía sau gọi là posterior deltoid. Đây. Nó có ba nhánh thì cái deltoid phía sau nè, người ta gọi là cái rear deltoid đây nè. Đó, hoặc là đây posterior deltoid nè. Có hình dung được cái hình này không? Mặt trước, mặt giữa, mặt sau. Đó. Thì khi kéo cái cơ phía sau nó sẽ hỗ trợ. Đó, thì những cái cơ đó nếu mà mình tập không đúng nó sẽ cũng căng, mình thấy tập xong cái lưng mà nó căng cái vai quá hoặc là vô chỉ thấy cái vai không thấy cái lưng thì nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Tại vì sao? Tại vì mình thấy cái lưng nó bự hơn so với cái vai này, cái vai chút xíu à, nó chỉ hỗ trợ một phần thôi chứ nó không thể nào nó dùng hết cái cơ vai để nó kéo một khối lượng lớn được.
Rồi. Ừ. Rồi trong cái bài squat là cơ hamstring. Hamstring là cơ đùi sau, đúng rồi. Đùi sau ở đây nó có chỉ cụm từ complex là chuỗi đùi sau, là nhiều thứ cơ cộng lại chứ không phải chỉ là một cái đùi sau không. Rồi. Okay. Tiếp theo là cơ giữ ổn định. Cơ giữ ổn định, ví dụ trong bài ngực nãy mình nói là cơ gì? Ở đây nó đều là rotator cuff nè. Kể cả bài đẩy ngực, kể cả bài row này, thấy không? Đều là rotator cuff. Vậy nó là cái gì mà nó sao nhắc đến hoài đây? Nó có phải là cơ ngực hay cơ tay gì không? Rotator cuff là một cái nhóm cơ phía sau ở ngay xương bả vai. Đây, nó là nhóm cơ này. Rotator cuff nguyên một cụm cơ này nè. Đây, ở đây có hình cụ thể. Cái cơ này nó làm, nó là chức năng, mình hay gọi nó là xương bả vai. Cái xương bả vai khi, bởi vì khi mà đẩy ngực hoặc kéo lưng, mình hay sẽ nói là phải ưỡn ngực lên, ép cái bả vai vô. Để làm gì cho hai cái xương này nó khép vô nè. Để nó giữ cái ổn định của cái phần phần lưng. Còn nếu mà mình đẩy mà cái cơ này cứ nhúc nhích thì nó sẽ không ổn định, nó không có được an toàn cho cái bài tập. Đây, đó. Và khi cái cơ này, cái cơ này nó, mình có thể thấy nó gắn liền với cánh tay. Thì nếu mà mình để lỏng cái cơ này á, thì mình đẩy ngực và mình kéo lưng, nó sẽ không có chắc cái động tác và nó dễ bị chấn thương những cái dây chằng. Bữa mình nói về dây chằng là cái này là phải khép tay lại thì nó mới định được. Không, mình khép là mình khép xương bả vai. Khép xương bả vai là mình đẩy cái hai cánh tay ra sau á, mình hãy hai cánh tay sau để mình ưỡn cái ngực lên á, thì nó là cái động tác gọi là khép xương bả vai á. Về sau mình sẽ có học về cái chuyển động đó. Cái này mình đang giới thiệu sơ qua đi để biết. Rồi. Ok, vậy đến cái phần cơ đùi đây. Nãy bài squat thì nãy nói cái phần cơ bắp chân, phải không? Cơ bắp dế là cơ ổn định. Để coi có phải không. Ở đây cơ giữ ổn định cho nó. Trời, mới đây còn được. Ổn định cho nó là cơ gì? Đây, transversus abdominis là cơ bụng. Cơ bụng là thằng giữ ổn định, hoặc sau này mình gọi chung nó là phần core, trọng tâm cơ thể. Mình cứ tưởng tượng giống như mình khi mình loát tạ trên lưng hoặc deadlift gì đó, mà cái này không ổn định là cái lưng mình sẽ cong và nó dễ chấn thương ngay chỗ lưng dưới này đó. Thì cơ này là chức năng ổn định nè, thì nó dẫn đến sao này nó không đỏ lên nè, tại vì nó là cơ ổn định, nó không phải là cơ chính. Còn cái mấy cái hình mình tìm á, nó hiện lên là cơ chính hoạt động. Nên khi ví dụ mốt mình tìm coi ví dụ bài squat thì mình sẽ gõ là squat nè, rồi stabilization thì mình phải gõ cái cơ ổn định ra, stabilizer muscle chẳng hạn vậy, thì nó mới hiện ra cái cơ nào là cái hằng giữ ổn định đâu đó. Những cái cơ mờ mờ này, hoặc là có những cái hình mà nó sẽ có tô đậm đâu. Ở trên, có... ở trên đây nè, đây nè, có những cái hình có những cái hình nó sẽ thể hiện rõ là cơ nào là cơ hỗ trợ. Đây nè, stabilizer muscle nè. Chứ không phải tức là mình biết chức năng của từng cơ để mình thực hiện cho nó đúng cái việc mà cơ đó hoạt động. Rồi có một cái chuyện là đó, giờ hồi xưa mình cũng làm là khi khách squat xuống á, mình hay lấy cái tay mình chặn đầu gối lại để không vượt quá mũi chân á. Có thấy chuyện đó không? Có. Thì cái đó có hợp lý không? Cũng hợp lý mà. Tại sao để hợp khách lý? khỏi nhà về phía trước mất trọng tâm. Rồi. Vậy nếu người ta đưa cái đầu gối qua ra khỏi cái mũi chân mà ta vẫn xuống được thì sao? Thì nó có đúng không? Xuống được nhưng mà nó sẽ vô lưng nhiều. Vô lưng nhiều. Rồi thật ra nó là điều ngược lại. Khi người ta chặn cái đầu gối vì người ta nghĩ là khi mà squat sâu xuống á, đây mình gọi là deep squat, đây squat hoặc là deep squat. Squat thì mình thấy rõ là cái đầu gối nó đẩy hết ra ngoài, đầu gối nó đưa hết ra ngoài, thì người ta nghĩ rằng áp lực sẽ đè vô khớp gối, áp lực sẽ đè vào cái vị trí khớp gối này, nên người ta không muốn chấn thương khớp gối, nên người ta đẩy cái mũi chân ngược lại, đẩy cái đầu gối ngược lại sâu cho bằng cái mũi chân. Nhưng mà nó dẫn đến cái chuyện là nó sẽ làm đau cái phần lưng.
Tại vì khi cái đầu gối không chịu lực thì nó phải bù trừ bằng một cái phần khác, đó là cái phần lưng này. Thì nhưng ở đây mình thấy rõ là cái cơ lưng, cái bộ phận ngay phần kho này nó không có phải làm chức năng để mà nó gánh, nó loát hết mức tạ đó, mà nó chỉ làm chức năng ổn định thôi. Nếu mình đặt tạ nặng lên hết chỗ này thì nó sẽ dẫn đến sẽ bị chấn thương phần lưng, nên phải để người ta đẩy đầu gối ra khỏi khỏi mũi chân luôn, ra khỏi mũi chân. Thì lúc đó nó kích hoạt cơ gì, cơ bắp chân, cơ mông, đùi sau, đùi trước, thì đó mới là cái cơ chính hoạt động trong bài đó. Ok, thì đó là những cái nhiều khi mình bị hiểu lầm, sau này thì khi cập nhật kiến thức lại thì nó không có đúng nữa. Ok, nên sau này khi thấy PT nào mà chặn đầu gối khách hàng thì khỏi tập PT đó nữa, vậy thôi. Cách dễ nhận biết nhất đó. Rồi tại sao mình đã giải thích rồi. Ok, rồi cơ mà đối đối trọng với những cái cơ chủ vận nãy, cơ chủ vận posterior đôi deltoid, còn nhớ không, cái cơ vai phía sau nè, trong bài đẩy ngực thì là cơ vai sau, nó sẽ là cơ đối trọng. Còn trong bài kéo thì nãy nói đúng rồi nè, cơ ngực trước, cái cơ ngực nó sẽ đối trọng với cơ lưng. Rồi còn cái cơ đây, cơ squat này nó hơi lạ nè. Cơ squat là cơ gì? Trong bài squat cơ đối trọng, à vậy là nãy mình nói là hơi bị sai, không phải là cơ đùi trước đối trọng với cơ mông ha, mà là cơ squat này nè. Cơ squat này là cơ gì để coi? Cơ squat này nó là một phần của cơ gập hông. Đây, nó là một phần của cơ gập hông, nó làm chức năng gì? Nó móc từ đốt sống lưng dưới lên cái xương đùi để nó làm nhiệm vụ nâng cái xương đùi, nâng cái chân mình lên xuống á. Thì khi mình bước đi nó cũng hoạt động cái cơ này. Khi có những người mà tập đu, thấy thấy có người mấy người đập tập đá bụng dưới đó không, đu lên xà không, đá 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 nhấc 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 cái chân lên đó. Thì thật ra nó tập cái cơ này nè, nó tập cơ này chứ nó không có tập cái cơ cái gọi là cái hai hai cái múi dưới. Nên khi mà đá mà không biết kiểm soát cái hồi đau lưng, lý do tại nó móc vô cơ lưng nè, thấy không đó, nó móc vô cơ lưng này mà đá không đủ biên độ thì nó sẽ đau lưng. Còn nếu đá mà muốn vô cái đùi, cái bụng dưới á, thì bắt buộc phải nâng lên khỏi 90 độ luôn, co gói càng sát ngược càng tốt, nó mới gồng tới kích hoạt tới cái phần cơ bụng. Còn nếu mà chỉ dựng mức 90 thì giống như tưởng tượng mình đang giống như ngồi trên ghế thôi, thì cơ này vẫn đang hoạt động chứ chưa phải là cơ bụng. Thì cái khi cái cơ này nó hay rất là bị căng, những cái người mà bị đau lưng dưới một phần cũng là do cơ này quá căng, quá căng. Thì mà tại sao có những người không tập hết nó vẫn căng mà vẫn đau, là do họ ngồi quá nhiều. Tưởng tượng khi mình ngồi xuống cái đùi này nâng lên là đúng không, cơ này co ngắn lại, thì khi kéo dài ngồi lần 3 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, cơ này rút ngắn trong thời gian quá dài đi, nó thành nó bị thay đổi chiều dài của sợi cơ, thành ra nó kéo cái lưng xuống, nó kéo xuống mấy cái đốt sống thần kinh này, đốt sống xuống này, thì nó chạm vô dây thần kinh, nó phát tín hiệu lên là đau lưng. Nó đau lưng chứ nó không đau đùi, tại vì cái đầu này dưới này nhỏ hơn, nó bám trên này nhiều hơn. Sau Vậy này bây giờ thí dụ muốn tập bụng dưới thì không nên đặt tập đá đá đu lên xà đá không? mình tập được nhưng mà mình phải nâng đầu gối cao hơn 90 độ, ngang 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 người là không đủ, là nó chỉ vô cơ này thôi, thì mình phải nâng cao hơn 90 độ. Nhưng mà cái phần mà nói về thấy cơ bụng nữa thì nó thuộc về phần dinh dưỡng, tại vì có cơ bụng ai cũng có cơ bụng hết trơn, sinh ra đã có cơ bụng rồi. Còn thấy cơ bụng hay không là do ăn uống, ăn kiêng, rồi cường độ tập đốt nhiều calo, lượng mỡ dưới da thấp thì tự động thấy cơ bụng thôi. Chứ mình tập thì nó sẽ chỉ dày thêm cái phần cơ nó một phần, chứ nó không có gọi là to quá đâu. Người ta cơ người ta dày, giống như mấy người thể hình người ta tập dày là tại vì cái bộ môn của người ta yêu cầu người ta phải có cơ dày như vậy. Còn ví dụ mình ở mức gọi là nhìn nó lean, nhìn nó fit fit thôi, thì mình cũng không cần tập trung quá vào phần đó, mình cứ tập trung vào ăn kiêng Cơ mà 11 và tập. chỉ cần ăn đúng nó Đúng lòi rồi, ra thôi. ăn đúng và làm sao cái lượng mỡ dưới da giảm xuống, và kết hợp với tập luyện hợp lý để cái lượng calo in nó ít hơn lượng calo out, là tự động nó sẽ nhìn thấy được cái phần cơ bụng. Như như hồi đó phải tập bụng và phải ăn uống bình thường rồi cũng đá bụng sầm hết, những không thấy bụng. Nhưng sau này chuyển qua tập nặng hơn, ăn mình kiểu có thời gian ăn kiêng, thì nay không có tập bụng, nửa năm không tập bụng mà vẫn thấy muốn bụng. Tức là do cái lượng mỡ của mình quyết định cái chuyện thấy hay không thấy thôi. Việc có cơ bụng và việc thấy cơ bụng là hai chuyện khác nhau. Mình tập quá trời tập mà mình không ăn kiêng cũng như không. Còn có cũng như mấy chuyện mà mấy người mà ốm á, ốm nhom tự động thấy muốn bụng, hoặc mấy chú thợ hồ có giờ tập bụng đâu mà ta làm quá trời làm, ta ăn không đủ tự động lên muốn bụng đó, giải thích cho vấn đề như vậy.
nên kêu muốn gặp muốn lên mức bụng mà cứ gặp bụng hoài không phải là giải pháp. Hoặc là mấy người mập mập quá kêu họ vô gặp bụng hoài không thể giải quyết được vấn đề. Cái giải quyết của vấn đề người mập là phải tập cho tốn calo nhiều lên, kiểm soát ăn kiêng chặt chẽ vô thì nó sẽ tự động giảm được cái phần bụng, chứ không phải vô gặp bụng là lên cái bụng. Ok rồi, đó là phần cơ và những cái tương tác qua lại của cái phần cơ. Được rồi, ok rồi, bây giờ mình sẽ còn 1 phút thôi, nghỉ giải lao xíu ha, xong mình sẽ qua cái phần về chuyển hóa cơ thể về các nội tiết, tuyến nội tiết sơ quan cái. Có thắc mắc gì Ok. không? Có thắc mắc gì không? Không. Ok. Nắm nắm được vấn đề. Rồi rồi, ok. Nghỉ giải lao 5 phút để record. Ok.